kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một câu chuyện Sự tích chiếc kèn môi nằm trong cuốn sách Mẹ kể con nghe. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện và mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Truyền vào một trong những vị thiên thần của Chúa rằng: Ngươi hãy đem cho ta hai vật quý báu nhất trong thành phố. Thiên thần liền mang về cho người trái tim bằng chì và con chim chết. Chúa phán bảo: Ngươi đã chọn đúng. Trong vườn lạc uyển của ta, con chim bé nhỏ này sẽ đời đời ca hót, và trong thành phố bằng vàng của ta, ông hoàng hạnh phúc sẽ dâng lời tán tụng lên ta. Mẹ. Ôi. Mẹ. Cái đôi tất tất con đâu? Cái gì? Cái đôi tất tất. Từ 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 đi vào đấy. Từ từ để ra mẹ tìm. Ủa đấy chẳng mẹ tìm. Đứng im. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái cốc đựng bút. Và bây giờ mình sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm cốc đựng bút này. Nó sẽ có màu tím và sẽ có thân cốc và miệng cốc. Và đây là đáy cốc. Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một hộp bút 2B. Bút 2B này của mình gọi là bút chì. Và bút chì này sẽ có rất nhiều các công dụng và các hỗ trợ học tập cho các con của chúng ta. Mình sẽ nói sơ qua về một cái đây gọi là cái khăn khô tóc cho cái chúng ta có một cái mái tóc nhanh khô hơn. Và sản phẩm này là khá là dài và có công dụng là khi chúng ta gội đầu xong ấy thì chúng ta có thể là quấn cái khăn này vào và để cho tóc chúng ta sẽ được nhanh khô gấp 2 lần. Đằng sau sẽ có một cái gì nhỉ, cái cúc chúng ta có thể là cuốn sau những cái dài vào đấy rất là chắc chắn. Về cái bút chì này của mình thì sẽ một cái hộp này sẽ cùng có 10 cây, và trong một cái hộp này
sẽ có 10 cái bút chì. Chúng ta có các bé cũng như mình có thể là học rất là lâu với một cái hộp bút chì như thế này. Chẳng 10 cây thì chúng các bé có thể dùng mấy tháng mới hết, hoặc là có thể là một năm học mới hết một cái hộp như thế này. Và sản phẩm này là sản phẩm là hộp để đựng bút. Thì với cái thân, đây là đáy cốc, đây là miệng cốc, và cái bìa này sẽ là một cái thân cốc. Cái sử dụng của cái này thì vô cùng là đơn giản và vô cùng là tiện ích, nhỏ gọn và tiện lợi. Khi không dùng đến chúng ta có thể tháo ra và dùng đến chúng ta lắp vào, rất là ok. Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái hộp lau kính, giấy lau kính. Giấy lau kính này của mình sẽ có 100 miếng ở trong này. Và lau kính thì sẽ giúp cho các bạn nào mà bị cận, hay là chúng ta đeo kính thời trang ấy, về cái mùa đông thì sẽ có cái tình trạng đó là hơi nước ở trên cái kính của chúng ta rất là bất tiện. Sản phẩm này sẽ khắc phục điều đó. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái thơm phòng. Một cái thơm phòng này của mình mà trên tay mình đang cầm đây, đó là vị đào. Vị đào sẽ có màu hồng, và là khi mà ngửi lên sẽ có một cái vị của quả đào rất là thơm. Mình thấy rất thơm. Đây là mùi của quả đào. Các bạn nhìn này, mùi của quả đào. Và sản phẩm này với mức giá rất là rẻ thôi, chỉ có 15.000. 15.000 một cái hộp như thế này, rất là rẻ. Và công dụng của nó thì quá là tuyệt vời, để giúp chúng ta thơm phòng. Con thấy nhà con nhường chưa thích vào mời, chắc là hay là vào nhà con không có nhà. Thế thì vâng, thế hỏi bà mới hỏi, chắc là nhà con toàn người không có người nhà, nhưng mà bà thích dặn dò gì ai hay thử hỏi xem. Chào tạm biệt các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn này của mình có cả nắp nhé. Và mình mong các bạn sẽ ủng hộ và chia sẻ kênh của mình.